Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng nghiệp của Ban hướng nghiệp Karasa. Tiếp theo trong cái chương trình hướng nghiệp giới thiệu về thông tin, ngành nghề và trường học. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về cái thông tin, ngành nghề, trường học của cái nhóm ngành là ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh quốc tế, rồi luật kinh doanh quốc tế. Như thế, mục tiêu của bài giảng này là nhằm giúp cho các bạn học sinh có được cái nhìn khái quát về những cái thông tin liên quan đến cái đặc điểm, cái nội dung của cái ngành học là ngoại thương, xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế, cũng như các công việc liên quan đến cái ngành này. Rồi là những cái thông tin về những cái khó khăn hay là những thuận lợi khi các bạn theo học hoặc là làm việc trong cái lĩnh vực về ngoại thương và xuất nhập khẩu. Và cũng chia sẻ các bạn những cái thông tin về cái trường đào tạo, về tỷ lệ chọi, điểm chuẩn, học phí và học bổng khi các bạn theo học cái ngành ngoại thương này. Về nội dung thì Ban hướng nghiệp của Karasa chia cái nội dung của cái bài giảng này thành 10 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về cái nhóm ngành ngoại thương, rồi là xuất nhập khẩu, rồi là kinh doanh quốc tế là gì, cái yêu cầu cũng như là cái chuẩn đầu ra khi các bạn học cái ngành này là như thế nào. Rồi thứ hai là nói về cái môi trường làm việc đối với ngành ngoại thương, xuất nhập khẩu khi các bạn ra trường. Rồi thứ ba là nói với giới thiệu các bạn về cái vị trí công việc cũng như là cái con đường phát triển nghề nghiệp khi các bạn theo học cái nhóm ngành là ngoại thương, xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế. Rồi thứ tư là chia sẻ những kinh nghiệm của các anh chị đi trước cũng như những cái người từng làm việc trong cái lĩnh vực ngoại thương và xuất nhập khẩu về những cái yếu tố hay là cái kỹ năng mà giúp các bạn có thể thành công được trong cái ngành này, cũng như là những cái trở ngại mà các bạn có thể gặp phải khi các bạn theo đuổi ngành này. Rồi thứ năm là giới thiệu về những cái trường đại học cao đẳng mà có đào tạo cái ngành những ngành là ngoại thương, xuất nhập khẩu cũng như kinh doanh quốc tế. Rồi thứ sáu là giới thiệu các bạn về cái chương trình đào tạo, tức là các bạn sẽ học được những cái môn học nào, cái nội dung gì, kiến thức gì, kỹ năng gì khi các bạn theo học cái nhóm ngành này. Rồi thứ bảy là tỷ lệ chọi, điểm chuẩn của cái ngành ngoại thương và xuất nhập khẩu đối với những cái trường mà phía Nam có đào tạo cái ngành này. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 là giới thiệu các bạn về cái môi trường học tập, sinh hoạt ở đại học cũng như mức học phí, rồi cái cơ hội học bổng hay là việc làm mà các bạn có thể theo được trong quá trình theo học đại học cao đẳng đối với cái nhóm ngành ngoại thương, xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế.